có hai bài đây là mình ghép vào làm một luôn để trình diễn. Bài thứ nhất là về cảm xúc khi mà mình đi du học. Thì bài này mình viết được một nửa thôi, cũng chưa biết là khi nào sẽ viết xong. Cho nên là sẽ làm một liên khúc, nửa bài đầu là về cảm xúc khi đi du học. Và bài thứ hai là về cảm xúc khi yêu. Bài đầu tiên tên là nhớ nhà, bài thứ hai tên là hết yêu. Và liên khúc này liên khúc nhớ nhà hết yêu.